Thôi, mình mới chạy các bạn quay trở lại là mình đừng làm đấy nha. Hôm nay anh em chuẩn bị đi vô rừng để bay sang chim. Chim bên chim mình làm bộ nhạc. Rồi, đi. Không, có không? Gì vậy? Đi đứng. Hụt lắc rồi. Mày tay nghề bánh dở quá. Ê, đi coi, coi chim, coi chim lắm á. Chim, chim, chim ơi. Chim, chim, chim ơi, chim ơi, chim ơi. Đạn ra, đạn ra, đạn chứ. Rớt, 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 nó bay, nó bay, nó bay, nó bay hả? Nó bay đâu, bay đâu, nó bay đâu, bay đâu. Thấy, thấy không, bắt đầu, bắt đầu. Đáp, 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 đáp đâu hả? Thôi, đáp, đáp. Thôi trúng, trúng, trúng không, trúng không? À, nó bị gãy cánh, trúng cánh, trúng cánh, trúng cánh rồi, trúng cánh rồi. Trúng cánh rồi, nó bay gì đâu, bắt đầu. Bắt đầu. Ui, 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 chụp 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 đi chụp 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 đi đi nó bị trúng cánh rồi. Ô ô nó trúng cánh, nó trúng cánh, trúng cánh rồi, trúng cánh rồi. Giờ chưa thôi, thôi. Trời ơi mệt quá à, mất chi mệt thôi. Giết đâu, giết đâu thiệt tình à. Chim thì cũng cực khó, cái kêu mà chụp đái đi mà cứ chọi chọi một chí. Ôi trời. Thì đói quá, thiện xạ thật à, tay nghề thiện xạ bánh. Chim chạy hết không đây luôn rồi. Trời ơi. Chim cái đây luôn rồi. Ừ. Đó, chọn được chim đâu. Tay nghề thiện xạ gì ta. Bánh cái chạy cánh vậy, chim bay không nổi luôn. Bỏ vô quần. Ôi, cái bọc mà. Cái bọc mà, cái túi thần kỳ quá nè. À, kéo lên. Con chim đâu rồi? Mày làm gì đó? Mày bán chim mà mày làm gì đó mày? Gì đó, gì đó? Gì đó, gì đó? Cái đâu được không? Học. Không được hả? Chim, đi xa. Chụp rừng, rừng, rừng đâu? Đâu, đâu, đâu. Để xin vô xem này. Tôi nhấn rừng, tôi nhấn rừng bạn ơi. Thấy không, tôi nhím thì làm sao bắt được nó đây nè, nó đang canh me tôi. Ây, nó đang làm tổ trong bụi rừng, rồi rồi không biết nó tới nó tấn công không biết nữa nè. Đánh hả? Nhím. Rồi làm gì, làm gì á? Ô, từ từ, nó tới nó tấn công em ơi. Rồi nó phóng tê mày giờ. Em sợ lắm á, nhím này. Ừ, rồi. Nhím đi rừng dữ lắm, dữ lắm. Hai nhím rừng. Đẹp không, đẹp không, đẹp không? Đẹp lắm. Ông quay lại nữa cho xem nè. Ôi, từ. Đang ra thế. Nó tấn công tôi nè. Ồ. Nó đang ra cái chân nè. Nhím rừng. Hàng nhím rừng. Từ đã. Làm sao mà bắt được nó đây nè. Mình nhớ tay mẹ đừng có bắt. Em không nhớ bắt rồi. Tại vì nó đang lấy thì nó xong bắt được nó. Ôi tôi từ nó không tin, thật anh ơi. Chắc cái này mình đêm tối thì mình mãi mình bắt được cái gì nữa. Đầu bên kia có hang, chắc đi. Đúng rồi. Chu qua đầu bên kia xem. Đúng rồi. Đâu, 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 đâ
chậm 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 đây 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 từ 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 lần 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 của ba nó căng thẳng, nó đang đào nè. Đây này quay cảnh mà cái tổ nhí nữa bên đây, bên trong cũng trời ơi anh ơi, đây vừa anh ơi, đây tôi nghe nó khè quá anh ơi, nó không thể đó mẹ ơi, thì nó không thể mà đây này. Thôi không, nó dữ quá thì mới vậy rồi, nguy hiểm quá. Nhiều chuyện nó phóng tên á. Đâm không? Anh em mình bán đi. Ban ngày sẽ xong sẽ bắt, giờ mà không có vây lưới này nọ nó bị chạy mất uống. Đúng không? Tối được. Rồi tối đi. Mình thôi mình đi về đi. Thôi giờ đường về nhà xa lắm. Mình đã tối anh em mình về sắm sửa đồ dụng cụ đồ nghề rồi mới vô bắt nó được đó. Ừ, thôi đi về. Đi về, được con chim rồi, được rồi. Đó, được con chim rồi, được rồi. Này, tao chung rồi. Ừ.